Rồi, tiếp tục video ngày hôm nay mình chia sẻ giao lưu cho mọi người hai cái mai cục rin. Những cái mai này mình đang nuôi ở lấy giống á, anh em nào cần mình nhận lại. Ở đây là cái cái mai mình thẻ nó tê tán nó tự nhiên, cốt dáng luôn mình cũng không chỉnh sửa gì do lúc mà trồng gió nó quật qua như thế này thì mình cũng đỡ ra luôn, giờ nó cũng thuần lại cái cốt cũng không chỉnh sửa gì được. Đỡ form mà tự nhiên cho nó hay. Cái này cây cục rin đầu tiên nha, để chân nó. Rồi cái này thì mạch ho nó là để mình mua tẻ, bởi vì mình cũng có chia sẻ mạch ho cái này một lần rồi. Ho cánh tròn, bây giờ mình cũng không có lưu trữ hình ảnh làm gì nữa, nhưng hình ảnh nó đầy điện thoại rồi, mình xóa bớt dung lượng đó, mình có những video clip mới cho giữ này, lại những cái cũ thì đỡ làm gì đâu. Coi hàng ngàn cây mà giữ lại nó không có dung lượng nào mà chứa hết nổi đó. Cái này thì form tán của cây thì nó cao 1m4, hoành thân chỗ này tôi rơi vào tầm 13-14 để rễ chân nông. Cái này họ đẹp, mình bán cái giống nên mình đỡ, cái này giá là 1.500.000, giá bán tại vườn không bao gồm cước phí vận chuyển, anh em nào trẻ không tới thì mình cũng không giao lưu nha. Rồi lại cây số 2, cây số 2 này là cái mai cúc rin quyết lâm, quyết lâm nơi châm. Đấy, bông chùm rất là đẹp. Còn quyết lâm này thì mình đợi giá nó nhanh hơn tí thôi, đôi ba trăm thôi, không cần nhiều đâu. Đây dàn chân rễ của cây này. Đấy, chân rễ cây không, cứ một cái rễ của nó là nó to hơn ngón chân cái mình luôn, đừng nói mà cái tay cái nè. Cây này nó già cây, hoành thân là 20 mấy, gần 30. Cây này mình giao lưu cho anh em mà giá 2 triệu, chứ không bao gồm cước phí vận chuyển nha. Cây thì mình mới bấm cô giật con tê tán lại cho nên là nó bắt đầu nó nảy chồi nảy mầm này. Cái nào mà mình bấm sâu thì mình bấm khô lại. Cái này cũng hơn tháng mấy, gần 2 tháng rồi. Đó, giá chỉ có 2 triệu thôi. Cây này cu rin lớn, mình hoành lớn, hoành rất là bự. Rễ nó còn đây nữa nha mọi người, chứ không phải là hết đâu, chúng nó trải đều tứ dần hết dạng đó. Cây quần lớn này giá chỉ có 2 triệu thôi, tại vì cái này mình cũng vừa rồi mình cũng lấy bo rồi, lấy bo để ghép mấy cái con rồi. Mình bây giờ mình cần bán cái này thì anh em nào cứ thiện chí liên hệ số điện thoại 0849 02 0790 nha, mua hai cây mình giảm cho một cây 50.000. Cái này 1.500.000, cây kia 2 triệu. Đó, mua hai cây giảm 100.000 thì còn 3.400.000. Nếu bán lẻ thì mình không có giảm giá, mình đỡ nguyên giá gốc luôn. Chúng ta mình đỡ tự nhiên hết, nhưng mà được cái là cây này form dâm rồi nó đông đặc, mình tỉa theo cái dáng nghiêng của nó luôn, tỉa form theo dáng nghiêng của nó luôn, tạo thành một tam giác lệch luôn ha. Quan trọng là mình bán cái giống là chuẩn cây. Hai cây cúc hết, đầu cúc rin cho anh em luôn ha. Và xin chào.